Hôm nay tôi sẽ là quái vật màu xanh sau rớt và ăn trái ác quỷ nước. Chuyện gì đã xảy ra và sức mạnh của trái ác quỷ này sẽ như thế nào? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Mẹ ơi, dừng lại nghỉ một chút đi. Không được, ở đây nguy hiểm lắm. Chúng ta sắp tới phía nam rồi, cố gắng bơi thêm đi các con. Nhưng mà con mệt, con bơi hết nổi rồi. Hả? Phía dưới có rất là nhiều sò, món mình thích nhất. Mình không chịu nổi nữa rồi, mình phải xuống ăn mới được. Ngon quá. Đằng kia cũng có nữa kìa. Ủa, sao lại có thứ gì hình tam giác ở đây thế này? Nhìn nó lạ và đẹp quá, không biết có gì bên trong hay không. Vậy thì mình sẽ mở nó ra mới được. Hả? Là một quả trái cây à? Trời đất ơi, sao nó thối dữ vậy? Thối còn hơn mình đi toilet nữa. Đau quá. Mẹ ơi, thằng Út nó bị gì rồi kìa? Đau quá, con đau quá. Trời đất ơi, Út ơi, người của con sao lỡ lét rỉ máu hết thế này? Con thấy mấy con sò, con mệt quá nên dừng lại ăn. Rồi sau đó, con mở một cái hộp, ăn một thứ trái cây kỳ lạ. Thì con bị thế này. Mẹ ơi, có khi nào thằng Út nó trở thành zombie xác sống hay không? Con coi mấy cái phim kinh dị, thấy cảnh này giống lắm đó. Sao các con lại nói em như thế chứ? Có lẽ em của các con ăn trái cây lạ nên bị ngộ độc thực phẩm thôi. Đúng rồi đó. Có lẽ em bị ngộ độc thực phẩm thôi. Sao tự nhiên nhắc tới cảm thấy ngứa toàn thân thế này? Ngứa quá. Mẹ ơi, nó không bị nhiễm zombie thì chắc chắn nó cũng bị nhiễm sida hột vịt lộn rồi. Chúng ta mau chuồng thôi. Hey, các con làm quá lên vấn đề. Được rồi mấy đứa, nhanh chóng mau tiếp tục lên đường nào. Cố lên đi Út, con bơi một hồi, lát nữa chất độc sẽ thải qua da của con, con sẽ bình thường lại mà thôi. Dạ, thưa mẹ. Vâng, đó là cách mà tôi đã có được trái ác quỷ nước. Nó đã khiến người của tôi ngứa ngáy, da của tôi bắt đầu lở lét và chảy máu. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Sau đó thì tôi cố gắng bơi theo mẹ để tiếp tục về hướng nam. Nhưng... Chết tiệt! Các con! Cẩn thận! Là lũ cá mập mega lên trên! Mau! Chạy đi! Mẹ ơi! Cứu con! Lũ cá mập này đã cắn vào cái phao cầu của con, đau quá! Lũ khốn! Mau thả con của ta ra! Mẹ ơi! Lũ cá mập đen kia, các ngươi làm gì vậy? Đau quá. Trời đất quỷ thần ơi, thằng Út. Lũ Megalodon bất ngờ tấn công gia đình của tôi. Chúng tôi bị bọn chúng cắn xé. Tưởng đâu tôi sẽ chết tại đây, nhưng thật không ngờ những mảnh da của tôi bị bọn chúng xé toạc ra, thì hình thành bên trong một cơ thể đầy nước. Lúc này tôi lợi dụng cái cơ thể mới này quay lại tấn công lũ cá mập khốn kiếp đó, giết sạch bọn chúng. Hay lắm. Còn có mẹ. Nhưng thứ sức mạnh này là gì? Không lẽ thứ trái cây bí ẩn mà con đã ăn giúp cơ thể con biến thành toàn nước thế này? Út ơi, thì ra em không có bị bệnh zombie hoặc sida, Mà là bệnh máu nhiễm nước. Nhưng công nhận em mạnh thiệt. Em cũng không biết tại sao mình thành ra thế này nữa. Được thôi, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Kẻo lại xuất hiện những mối nguy hại khác. Đúng rồi đó các con, mau nhanh chóng lên đường đi. Sắp tới phía nam rồi, đồng loại của chúng ta cũng đang chờ đó. Tất cả các thành viên gia đình tôi đều thắc mắc về thứ sức mạnh bí ẩn trong người của tôi. Nhưng chuyện quan trọng hơn là chúng tôi phải di cư về phía nam tránh rác, và đồng loại của chúng tôi đang ở đó. Tuy nhiên khi tới nơi thì một điều kinh hoàng đã đập vào mắt chúng tôi. Chết tiệt! Sao nhiều xác đồng loại màu xanh sau rớt của chúng ta thế này? Không lẽ họ lại bị lũ cá mập Megalodon tấn công nữa hay sao? Có lẽ không phải như vậy đâu mẹ ơi. Con nghĩ họ bị nhiễm một thứ virus cổ đại ở đây rồi hình thành nên dịch bệnh, giống như trong phim tận thế đó mẹ. Cứu nhưng mà
màu xa xôi rệt. Nhìn nhìn kìa mọi người, có thành viên còn sống. Này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy? Thầy quá, đã bắt vợ và các con của chúng tôi. Cứu họ. Chết tiệt. Thủy quái đáng ghét. Được rồi, mẹ và các anh hãy ở đây, một mình em sẽ đi tìm nó. Út ơi, từ từ đã. Mẹ ơi, thằng Út nó lại nổi máu chó điên anh hùng nữa rồi. Khi chứng kiến cảnh đau thương bi lòng bởi những đồng loại của tôi bị một thứ thủy quái nào đó tấn công và bắt đi vợ con của họ, trong người của tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Tôi liền lập tức tiến thẳng về phía trước, không muốn chi tìm thứ thủy quái đó. Và cuối cùng tôi bắt gặp được nó. Quỷ thần thiên địa ơi, nó rất to lớn, khổng lồ, với chiếc miệng vô cùng bự. Vào miệng ta đi. Tôi quỳ quá bất cẩn đã bị nó nuốt chửng vào trong bụng. Chết tiệt, thả ta ra. Con kim. Nhưng thứ chất nhờn như thế này, không lẽ là axit dạ dày của nó? Không, thả ta ra. Ông ơi, các con mau tiến lên trả thù cho em các con. Tôi sau khi bị nuốt vào bụng, tôi cũng cố gắng quằn quại, nhưng bên trong này vô cùng chật hẹp và thứ axit đang bào mòn cơ thể của tôi. Lúc này tôi chấp nhận số phận của mình chờ chết, thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mẹ mình và các anh của tôi đang cố gắng chống trả lại con thủy quái để báo thù cho tôi. Trong lòng tôi vô cùng đau đớn. Không được, tôi không thể chết, tôi không thể chấp nhận như thế này. Không. Dường như mỗi lần tôi sắp chết là một luồng sức mạnh từ trong bụng của tôi, chính xác hơn là thứ sức mạnh mà của trái cây kỳ quái kia đã đem lại cho tôi, giúp tôi thay đổi bản thân, giúp tôi thích nghi với môi trường khắc nghiệt hơn. Lúc này cơ thể tôi đã biến đổi sang một màu xanh gớm ghiếc. Tôi bắt đầu quằn quại thêm một lần nữa, dùng sức mạnh mới phá hủy tất cả cơ thể của con thủy quái khốn kiếp đó. Mẹ kiếp, bụng của ta. Chết tiệt, cái thứ quái quỷ gì thế này? Sao có thể chui từ trong bụng ta ra ngoài? Là ta đây, ta là quái vật màu xa xôi rớt người đầy nước mà bị ngươi nuốt vào trong bụng lúc này. Ta đã khai mở ra sức mạnh của cơ thể nước này và thoát ra ngoài để giết chết ngươi. Chết tiệt, thì ra là mày. Không lẽ mày đã ăn thứ trái cây gọi là trái ác quỷ, và sức mạnh của mày chính là nước? Khổ kiếp, hèn chi mày có thể. Gì chứ, thứ trái cây mà ta ăn vào là trái ác quỷ hay sao? Đúng vậy, không ngờ thứ chết tiệt như ngươi lại may mắn có được nó. Đáng lẽ kẻ nào ăn trái ác quỷ là không thể nào tồn tại dưới biển, nhưng trái ác quỷ nước là một trái ác quỷ mạnh nhất và vô cùng đặc biệt, giúp ngươi có thể sống dưới nước biển một cách dễ dàng và có được sức mạnh của biển cả. Khốn kiếp, ta phải có bằng được nó, ta sẽ xé xác ăn thịt ngươi. Thì ra nguồn gốc sức mạnh của tôi là như thế. Hèn chi trước đây người của tôi toàn là nước. Đã vậy, mỗi lần tôi sắp chết, thứ sức mạnh này đã dùng hợp nước biến lại để có thể khai mở ra một sức mạnh mới, thích nghi với một môi trường mới. Hay lắm. Vậy thì tôi sẽ sử dụng sức mạnh của trái ăn quỷ nước này để kết thúc thứ thủy quái kia. Hồn kiếp, không lẽ sức mạnh ta tu luyện mấy ngàn năm không bằng thứ trái ác quỷ như ngươi à? Chết tiệt, không. Sau khi biết được nguồn gốc sức mạnh trái ác quỷ nước, càng chiến đấu tôi càng thấu hiểu thứ sức mạnh này và vận dụng một cách thuần thục. Cuối cùng tôi lợi dụng sức mạnh của biển cả để nghiền nát thứ thủy quái kia. Chết rồi, thứ thủy quái đó hình như bị ai giết chết rồi. Mau ra ngoài đi, lời mau xa xôi rớt chúng ta an toàn rồi. Là tiếng của mẹ tôi mà. Mẹ ơi, các anh ơi, là em đây, là mau xa xôi rớt Út đây. Trời đất ơi, là thằng Út kìa. Không lẽ nó là người đã giết chết thứ thủy quái đó? Lợi hại quá, Út ơi, cho anh làm đệ tử của em với.
Cuối cùng mọi sóng gió cũng đã tan đi. Tôi không những cứu được gia đình của mình mà cứu được rất nhiều đồng loại màu xa sâu rốt khác. Kể từ nay, chúng tôi sẽ sống yên bình tại vùng biển phía Nam với sức mạnh của trái ác quỷ nước mà tôi sở hữu.